Kỹ nha, té nha. Bắn cái dao lên ha. Rồi cái nắp đâu? Cái nắp đẩy ra được. Cái đoạn video của Bình Đen Vlog thì hôm nay Cường cũng trở lại để cũng như là xem kỹ cái hoàn cảnh của một người bác. Thì cái nhà thì Cường trông thấy cái bối cảnh của trong cái video đó đó thì mưa rất là giọt, thì Cường thấy theo cái độ quan sát thì cái ngôi nhà thì không có vách, thì nhà cửa giọt rồi nát hết trơn, ở chỗ cái phần ngủ thì nó không có bảo đảm. Về cũng như là khi mình ngủ nó không thẳng giấc, thì sức khỏe ảnh hưởng rồi trơn trợt, rất là não nề trong cái vấn đề mà bác cũng đã lớn tuổi thì cũng rất là nguy hiểm đi trơn trợt nữa. Thì sau khi thì Cường xem qua cái video đó thì cũng muốn trở lại để cũng như là thứ nhất đăng tải lên để cho cũng như bà con của bác có lòng hảo tâm để giúp cho bác có một cái như chỗ ăn chỗ ngủ, cũng như là che nắng che mưa, để cũng như như thế nào đó. Thì bây giờ Cường mời bà con của bác cũng để xem cái video. Dạ con chào bác ạ. Dạ. Bác hôm qua đó con cũng coi lại cái video của chỗ Bình Đen đó. Dạ. Dạ thì bây giờ hôm nay con đến để tìm hiểu gia đình mình thêm. Dạ. Thì bác cho con xin phép mình hỏi tên gì bác? Ủa, tên Trịnh. Dạ. Tên Trịnh. À bác Trịnh à. Tên Trịnh đó. Dạ dạ. Bác Trịnh thì năm nay nhiêu tuổi rồi? 80. 80 hả? Dạ. Vậy hàng ngày mình ở với ai bác? Dạ ở mình đến cậu con đi làm hết rồi. Mình ở một mình. Dạ. Dạ là con thì đi làm, mình được mấy đứa con? Hai đứa gái đi theo chồng. Hai đứa gái đi theo chồng rồi mình cũng có về thăm bác không? Có lâu lâu thăm lần. Ừ. Mà có chùa năm đồn ta rồi đó. À, một năm lại lần à. Ý nói là một năm lại một lần ha. Ừ.
Rồi cũng như là một năm lại một lần thì cũng như là hàng ngày bác ở một mình vậy thì ai nuôi? Thì có nhà bà con lối xóm một phần lãnh tiền cao tuổi mớ. Dạ, thì bây giờ là cũng như là mình lãnh tiền cao tuổi với bà con lối xóm là cho gạo này kia đó hả? Dạ, mọi người. Dạ. Rồi thì sau khi á thì con thấy cái video đó thì con xin phép hỏi á là cái mình ở cái ngôi nhà nó hư dột hết rồi rồi con cái có biết không? Đâu có biết. Không có làm đâu có biết. Dạ. Không đâu có điện thoại đâu, không có điện thoại điện cho nó hay nữa. Dạ là con cái bác không có biết nhà dột vậy hả? Dạ. Biết rồi mời chủ tịch xã lại coi thấy đó là có con tôi nó biết một đứa. Dạ. Thì chỗ xã lại có khảo sát nhà mình hả? Dạ có, xã cái dạ khác, tịch xã đâu, kiểm tra đàng hoàng. Dạ. Thì ở địa phương mình nó ở địa phương đó thì có tính định giúp mình cắt nhà cái gì không? Cái nhà nước cho không á, đâu có ai giúp được đâu. À, cái nhà nước thì cho cái mái tôn ở trên. Hồi năm ngoái có bảo có gì đó. Dạ. Dột. Bảo dột cho rồi, cho đã, đã, cho con cắt nhà. Dạ. Rồi cũng như hàng tháng rồi con gái bác có gửi tiền không? Có đâu, làm ăn không kịp, không đủ nữa con. Dạ, cái... không có gửi tiền hả? Dạ, không có. Đi xin ta ăn không à, đi xin chùa xin chùa. À, trời ơi. Rồi sáng bữa nay mình có ăn cơm gì chưa? Chưa nấu nữa hả? Cái này cá mình kho trong nồi cơm gì luôn hả? À, cái này là nồi kho cá hả? À. Cái này mình gắn, có gắn cầu dây chống giật luôn ha. Cái này mới gắn hay vậy? Sửa hai lần rồi đó, trời ơi, cái này nó mưa nó tạt, cái này mưa tạt nguy hiểm lắm nha. Cái này mưa gì nó tạt rồi nó bảo đảm điện không? Nó bảo đảm, người ta lại sửa cho nó bảo. Cái này nước nè, nước nó nhiễu vô cái đường này nè. Nước mưa nó tạt cho cái vách nè, cái này mưa vách là nó tạt. Dạ nó nhiễu vô dây điện này cũng không được đâu nè, cái này dây điện này lòi ra luôn rồi thấy không? Đó nó lòi ra cái màu đen đó luôn nè. Cái này xài kỹ rồi bác ơi. Là chưa nấu cơm luôn hả? Cái này là nè, bác tính nấu cơm luôn nè cả nhà. Dạ. Rồi nước mình xài ké đây cái gì? Dạ dạ. Ồ cái này đất mô quá ha. Cái này nước. Cái này mưa ban đêm thì nó tạt dữ không bác? Dạ. Ngủ được, cái này là mưa nó tạt dữ không? Cái này chỗ ngủ của bác nè. Rồi bắt gái bên đây là nhà sao hả? Dạ là chơi hả bác? Dạ. Nhà bên kia cũng không có vách luôn hả? Bên kia nhà bên kia cũng ngập hết trơn ha. Dạ. Cái nhà nước sửa lại cho thay vách khác cho. Dạ. Vì hàng ngày bác cũng mình ăn ngày là cỡ chắc cũng lon gạo hả? Dạ. Lon. Dạ cả ăn vậy nhiều. Rồi hàng ngày mình có tiền xài này kia không? Thì không có tiền đi chùa xin bậy bạ nó chủ nhật thứ bảy chủ nhật đó. Mình xin chùa hả? Dạ. Ồ. Đi xin người đi du lịch đó. Dạ, ta đi xin mình lại chùa xin chỗ mà mấy bà du khách ta đi du lịch đó phải không? Dạ dạ. Rồi là sáng là bác đi mấy giờ mới đi? Sáng tới 7 giờ mới đi. À 7 giờ mấy à? Ồ cái này mưa gì trên nó có trơn không à cái này nè? Dạ. Đi không dám bỏ cây nữa cậu. Dạ không có cây. Trơn quá rồi có xình lầy. Xình cái này đi kỹ bác ơi, trơn lắm à. Nhà nước đã lãnh rồi cậu á, đã lãnh làm cho rồi. À, nhà nước bây giờ lại khảo sát là làm nhà mình rồi hả? Dạ. Ừ. Khảo sát làm nhà xây tường vách bên đây nữa xanh quanh nhà đó. Vậy là bây giờ thì cho con hỏi là bây giờ là nhà nước đã lại khảo sát cuối ngôi nhà của mình rồi. Dạ. Thì người ta có nói là chừng nào làm không?
ta nói làm sai nhà ở sau kìa mà làm chưa rồi. Tức là hiện nay người ta làm ở sau nhà đó, dạ. Ở sau phía nhà mình người ta làm xong rồi mới tới nhà mình hả? Dạ. Thì vậy mà, thì mấy ông thổ là lãnh làm là bây giờ không biết làm sao, nó mưa quá trời rồi. Dạ. Tháo ra là không có chỗ ngủ chỗ ở. Bây dạ. Giờ không biết ông tính sao hết. Dạ. Thì bây giờ nửa tháo ra thì cũng nhờ người ta che cái chỗ nào đỡ đi ha. Dạ. Rồi làm. Cũng như con coi video cho Bình Đen á thì cũng không có biết cái vấn đề mà nhà nước lại khảo sát làm nhà của bác. Thì do thấy cái hoàn cảnh của bác á thì mưa lầy lội cũng rất là đáng thương. Thì mục đích hôm nay con lại á thì cũng chia sẻ lên để lên á, cũng như có Mạnh Thường Quân để giúp cho gia đình mình. Thì sau khi á mà lại thực tế thì nghe bác chia sẻ lại cái câu chuyện á là cũng được nhà nước đã khảo sát sửa lại cái ngôi nhà. Thì đây thì con cũng cũng mừng cho bác ha. Dạ. Chứ bây giờ thấy bác như vậy thì cũng như là rất là khó nè, đi tới đi lui rồi ăn uống này kia nữa, cũng ban đêm ngủ thì mưa nó tạt cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Dạ. Đó. Thì ngủ không được đó. Dạ. Thì nói chung là được người ta giúp vậy cũng rất là mừng ha. Dạ. Dạ. Thì phải nói thì nhà của bác thì cũng hư hao hết rồi. Thì trong lúc này thì gió mùa mưa bão ở Sóc Trăng mình á cũng rất là nhiều mưa tạt. Thì hôm nay thì chỗ Cường với Bình Đen cũng tính lại để đo cái phần cái vách đo lại đó. Thì cũng muốn ra một cái bản chiếc tính để cho bà con cô bác, để giúp cho bác cũng như là dừng lại cái vách rồi dưới chán lại cái số nền. Thì hôm nay thì lại cũng lấy thước theo tính đo, nhưng mà thì nghe bác tâm sự được nhà nước giúp thì cái vấn đề này thì Cường chắc cũng chia sẻ lại thì cũng rất là vui mừng. Thì thôi bây giờ thì cũng trước tiên là để thăm hỏi sức khỏe bác. Dạ bác ơi. Dạ. Thì hôm nay thì con cũng tính lại để đo cái phần cái vách nhà mình. Dạ. Ha. Thì để giống như lên cái bản chiếc tính để cho Mạnh Thường Quân nào đó có lòng hảo tâm để giúp bác. Dạ. Nhưng mà khi mà nghe bác chia sẻ lại cái câu chuyện đó. Dạ. Thì coi như có nhà nước người ta đã khảo sát là người ta giúp rồi. Dạ, thì coi như nên cái vấn đề này thì cũng đã nói rõ trong cái video. Thì bây giờ thì do cái gia cảnh bác thì cũng nghe nãy giờ nghe bác chia sẻ lại đó thì cũng cũng như là đi xin tiền với ăn uống thì nhờ bà con người ta cho chút đỉnh ha. Rồi trong khi đó thì mùa mưa gió thì bác cũng không có đi đâu được. Thôi bây giờ thì con cũng giờ đến đây rồi, trước tiên thì con cũng xin chúc mừng bác thì nhà nước cũng đã giúp cái nhà. Rồi bây giờ thì con đến đây thì con chỉ giúp bác là để cũng như là bây giờ thì con cũng xin trích số tiền đó là anh Quý bên Mỹ ha. Dạ. Gửi cho bác vài trăm ngàn cũng như là ăn uống hàng ngày cũng như mưa gió mình cũng hạn chế đi ra ngoài nghe bác nói trơn. Dạ. Ha. Dạ. Đây là cái Cường cũng xin phép chỗ anh Quý bên Mỹ cũng xin gửi cho bác là 300 ngàn cũng. Dạ. Như là tại vì mùa mưa bão á thì. Dạ. Bác không đi được hồi nãy. Đúng rồi, thật sự bữa nay thì Cường với Bình Đen lại là đo cái vách này nè. Yeah. Rồi để cũng như đăng lên để cho bà con của bác giúp cho bác. Yeah. Có che nắng che mưa, nhưng mà bây giờ nghe cái câu chuyện như vậy là Cường cũng rất là mừng. Yeah. Nhưng mà thì bây giờ trong cái thời gian đợi đó thì Cường cũng gửi tấm lòng đó là anh Quý anh Mỹ cho bác là 300 ngàn đồng. Dạ. Yeah. Cảm ơn. Dạ. Yeah. Cái này là tiền của anh Quý anh Mỹ nha bác. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Bác có lời nào đó nói với anh Quý anh Mỹ không? Dạ, tại vì bác nói tiếng mà tiếng Việt không gành á bà con của bác, thì Cường cũng xin đại diện chỗ anh Quý, chỗ gia đình. Dạ. Cũng cảm ơn anh Quý rất là nhiều. Dạ, dạ, dạ. Xin chúc anh Quý cũng luôn dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong công việc. Dạ, dạ. Thì bác hôm nay sáng giờ chưa ăn cơm mà. Dạ, có mũi. Ăn cơm sáng kìa. Cơm sáng đó, chưa nấu hả? Đang gạo ở trong nồi. Gạo trong nồi chưa nấu hả? Sao bác có cái giòi sao rung cái gì? Vậy đó cậu ơi. Dạ. Lạnh hả? Dạ. Thôi mưa gió thì đừng có đi ra ngoài nhiều quá nha. Dạ. Trơn trệt đó.
Thì thôi vậy giờ thì con muốn nghe cái câu chuyện gì cũng rất là mừng cho bác rồi. Rồi thì cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Rồi con chỉ giúp bác cũng như dạ được vài trăm ngàn đó thì có mua thuốc hút hay là uống cà phê gì đó. Mua giống như là bột ngọt, nước mắm vô lửa gì đó. Dạ. Thì hôm nay thì Cường cũng cảm ơn. Xin kết thúc video tại đây. Thì nãy giờ cũng đã chia sẻ rất là rõ trong cái video. Thì kính xin chúc bà con của bác cũng luôn dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong công việc. Bên đây cũng mưa quá, nhà bên đây thì không có dách, còn bên đây thì cũng tạt quá trời luôn ha. Hai căn, có hai căn này là dữ nhất. Nhà nước làm bên hả? Nhà nước bên kia thôi để gì? Hồi nãy nhà nước phơi thì hơi trâu mấy trâu mà đừng minh. Dạ. Chăm nhà nước thơ đừng hơi em bạn. Còn nhà này cũng nước ngập giọt quá xá luôn ha. Dạ cái bên. Hôm nay nhà cái bên nha bà con cô bác. Dạ. Bên đây quá chỗ này, chỗ này cái nền nó thấp á. Ta làm dựng cái vách tường rồi này kia xong cái mình bên đây mình làm đây là cái nhà mình nằm kế bên nữa, mà con của bác quá nhà nước trời đúng rồi. Quý cô chú anh chị, quý cô chú anh chị có thấy không, trời ơi cái căn nhà ơi trời ơi 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 sao dữ vậy ở sao vô hút chơi vô nước luôn vô nhóc luôn. Ủa bên đây nhà nước người ta có giúp không? Có giúp mình không? Không. Ôi ôi cái nhà bên đây còn dữ nữa nè. Trời ơi cô chú anh chị ơi. Cái nhà này bên đây còn dữ hơn nữa. Cái này không biết đường sửa. Không biết. Cái này tháo ra hết luôn rồi. Tháo ra luôn rồi. Ừ. Chú anh chị ơi. Cái này mình xài nước giếng hả? Rồi, xài nước giếng. Ừ. Dạ, đây là nhà chú. Dạ, con nhắn tin là đây là nhà kế bên nè chú. Nhà kế bên luôn nè. Ủa cái này mình nấu củi ở đâu? Nấu ở ngoài hả? Nấu ở ngoài. Cái lò củi chứ. Cái này nấu ở đây hả? Ờ, trời ơi cái này nấu che vậy đó hả? Ờ, che rồi. Ừ. Trời ơi, chú coi cái căn nhà phía bên này nè. Cái này là nhà của chú hả? Nhà của bà. À, bà trước á. À, là con của chú hả? Không có. Hứng nước mưa. Bên đây rồi, cái này ban đêm ai ngủ chú? Tôi. Trời, bác ngủ này hả? Cái này. Hứng nước mưa. Quá à, bên đây còn dữ hơn nè. Hồi nãy thì Cường chia sẻ cái video nhà bên bác cái bên. Không biết được phần nào luôn. Trời ơi ngập luôn. Cái này cái nền nó thấp nè, nó mới vô nè. Ủa giọt phần nào gì? Đi Việt Nam, nữ đi Việt Nam không? Tính nhẹp chỗ lên. Tê dê hả? Dạ. Tê dê. Nhà cái này nhà của bác hả? Dạ. Ừ, nhà mình ở với ai bác? Mấy con này. Rồi bác hôm nay nhiêu tuổi rồi? 75. 75 hả? Rồi hàng ngày mình làm nghề gì bác? Con nghề dạy con gà nữa. Dạ không có làm gì hả? Dạ. Dạ rồi con bác làm nghề gì? Nó không làm nghề đây cậu hai con nữa. Dạ. Thằng này ở đó. Dạ, nhà mình cũng giờ mưa cũng mấy năm rồi cũng giọt hết trơn hả bác? Dạ. Rồi mình không có tính dự kiến sửa lại hả? Mình có tính dự kiến sửa lại không? Sửa đó vậy. Dạ. Mình sửa coi. Cái nhà sau. Dạ. Ý con hỏi là nhà mình dột gì là mình không có sửa lại sao? Đâu. Cái này mưa dột hết rồi. Dạ. Ừ. Dạ thì hồi nãy Cường cũng chia sẻ cái nhà cái bên đó thì cũng sẵn ghé cái nhà của một người cô tại cái bên đây luôn, cũng như cho bà con cô bác xem. Thì nhà ông bác thì bên đây cũng có người ta, nhà nước cũng nãy có nói đó, thì nhà nước giúp. Thì bây giờ thì Cường với chỗ Bình Đen cũng tới giờ đi làm rồi, bữa nay cũng mấy ngày trời mưa liên tục thì chúng ta thì tranh thủ đến luôn. Bây giờ thì cũng đi về lấy vỏ đồ nghề một đống.
Bây giờ mình vô gạo nấu cơm hả? Dạ, nấu cơm á. Dạ. Dạ, ăn nhiêu là đủ ha. Dạ. Đi kỹ nha, té nha. Dạ. Cái này nó phục vô xuống dưới. Ừ, vậy đó. Rồi. Rồi. Mở cổ dao lên đó. Rồi cái nắp đâu? Cái nắp. Ừ. Cái nắp đậy ra được rồi. Ừ, xịt xong.